tất cả lan diệt cũng vậy, miễn bộ rễ nó mạnh phát triển là cây lan nó sẽ phát triển. Cái bộ rễ nó yếu, cái bộ rễ nó chết, cái bộ rễ nó bị suy là cây lan nó có dục. Các bạn có phun thuốc cách mấy hay làm cách mấy chứ nữa thì cây lan nó vẫn không phát triển. Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh mình. Ăn của mình đa phần sẽ là lan kiếm, thì không dừng lại ở lan kiếm đâu, và mình cũng trồng một số loại lan khác như là lan đu cáo nè, lan kiều nè, lan dendro nè, lan cắt đa gia nè, hồ điệp, ngọc điểm, vân vân. Và mình sẽ hoàn thiện cái vườn của mình. Mọi người thấy không? Trước đây nè, một miếng thiết nè, là mình lần tới là mình sẽ xây, mình tháo cái nhà này ra và mình sẽ xây dựng cái vườn lan trước này. Nếu các bạn nào mà quan tâm yêu mến mình, các bạn cứ cho mình xin một nút đăng ký kênh và một nút like nha, để mình có tăng lượng tương tác này, chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của mình về trồng chăm sóc hoa lan với tất cả mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn nhiều. Kiến thức không phải trên trời rơi xuống và không phải chúng ta sinh ra là biết liền, chúng ta cũng phải học hỏi từ tất cả anh chị cô chú mọi người đi trước, và chúng ta phải học hỏi tìm hiểu thực hành vận dụng vào nó thì chúng ta mới biết được những thứ mà chúng ta cần trồng lan. Như thôi, chúng ta cũng phải học hỏi những kinh nghiệm của mọi người khác, và của mình cũng vậy, mình cũng học hỏi kinh nghiệm của tất cả mọi người khác để chia sẻ trên mạng xã hội, và mình tìm hiểu và mình thực hành và mình có những cái kinh nghiệm khác mà muốn giới thiệu review cho những người bạn giống mình như xưa, để mình có thể là cải thiện bản thân của mình và cũng giúp những người bạn khác đỡ mất học phí hơn. Và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề là cách trồng chăm sóc lan dendro tại trong vườn của mình. Đối với dòng lan dendro này là dòng lan dễ chăm, dễ trồng, và chúng ta có thể là không cần chăm sóc nhiều. Giá thể của nó cũng rất là đa dạng, có thể là sơ dừa, và cũng có thể là than bỏ thông, cũng có thể là chúng ta sẽ ghép vào cái cây luôn, rất là dễ sống. Nhưng trong vườn của mình rất là ít lan dendro. Lúc trước mình trồng dendro nhiều lắm, chỗ nắng mà mình cho hết trơn. Lúc trước thay đổi cái mô hình trồng lan kiếm này, mọi người mình cho bớt này. Và đây là cái dendro mà của bà chị tặng mình, nó chắc là nghĩ không phải chớp đâu, cái này mình tặng biệt tặng có một số tiền chớp nè, mình nghĩ nó chỉ là lan sổ thôi, nhưng mà cũng rất khá là xinh và kỷ niệm dành cho mình. Đây cũng đẹp ha mọi người ha. Cái này mình trồng lúc trước á, là mình trồng với một những cái củi khô á, nên là phát triển không có đẹp đâu. Bây giờ nó hồi được thân này thôi nè. Trong vườn của mình hiện tại chỉ có hai loại dòng lan chớp, đây là chớp chuẩn hoa, đây là chớp tím, một dòng lan cũng hot hàng nọt, và đây là chớp biệt, chớp là chớp phổ thông. Mình đây là cái lan chớp tím nè mọi người, một trong những cái lan mà xịn sò và đình đám trong ngành lan của bên chớp đó, ngành lan dendro chớp. Lúc trước mình mua có một thân này nè, nhỏ xíu nè mọi người, đây nè nó, đây nè. Và sau đó mình trồng một thời gian lên thì ra được một cái thân này khoảng chừng là 15 cm gì, 15 cm à. Và sau đó thì nó ra được một cây này cũng đang phát triển nha, đang phát triển rồi cái nó ra thêm một cái mầm ở đây nè. Nhưng mà các bạn trồng lan dendro, lan phi điệp, lan kiều, nói chung là lan dòng hoàng thảo thì các bạn phải dùng bã sên cho nó, nói chung là phải dùng bã sên. Còn nếu các bạn không dùng bã sên á, cái tỷ lệ để bị sên ăn rất là cao. Đây nè, bị sơn ăn nè mọi người. Cái khi mà cái mầm này mới vừa ra nè, đây nè mọi người thấy không, đấy, cái mầm này mới vừa ra nè, nó bị sơn ăn, nó bị sơn ăn mất tiêu đó, thấy chưa? Thì nó ra đây không được. Nếu nó ra đây không được nè, nó sẽ ra được này một cái mầm lớn này. Và cái chậu lan chấp biệt thì cũng vậy, lúc trước nó bị một cái mầm, đây nè mọi người, một cái mầm để bị sơn ăn nè, và sau đó thì nó ra được 1, 2, 3, 4 cây con một lượt một, bốn cây con lượt một. Đối không những ốc sên nó sẽ ăn mầm đâu, mà nó sẽ ăn luôn cái rễ nè mọi người, rất là phiền phức luôn mọi người. Chúng ta nên khi trồng lan dendro thì theo mình thấy là nên rải bã sên. Và mình trồng lan này loại này á, là bằng than củi mọi người, loại than nướng thịt ngoài chợ mình mua về mình xử lý thì mình trồng thôi. Các bạn lưu ý là phải xử lý nha, nếu không xử lý á, những cái lan, những cái than này nè, nó sẽ ra muối rất là nhiều, mà miễn nó ra muối á, là cái rễ lan sẽ bị chui thui và chột. Cái clip sau đi mình sẽ làm về cách xử lý lan than của mình tại vườn cho các bạn cùng tham khảo nha. Cái việc mà khi mà lan nó bị thúi lá, thúi thân, thúi ngọn, thúi đọt cái đó, cái là thúi mình cắt bỏ và dùng dao sạch xử lý bằng cồn mình cắt bỏ luôn nha. Nó đã thúi rồi thì cũng không xử lý được gì và cũng không phun thuốc luôn. Tại vì mình theo mình cảm nhận á mọi người, khi mà một cái cây lan nó bị thúi đi, không nhất thiết là những cây lan khác nó sẽ bị, và cắt bỏ cái đó nó lành vết thương là thôi. Nhưng còn nếu các bạn mà xịt hết cả vườn á thì mình, đối với mình á, mình cũng không có làm như vậy. Và mình một 3 tháng là mình sẽ phun phòng côn trùng một lần, phun côn trùng một lần nha, để cho nó diệt những côn trùng này.
Cái này mình chưa phun nè mọi người, kiến nó bò quá trời. Nhất dục kiến nữa, mọi người biết tại sao mà rẹp nó có không? Đẹp rẹp vẫy, đẹp sáp nó lây á, là những con kiến này nè, nó lây lên đó mọi người. Tại vì ví dụ như cái làng này đi, cái làng này đi, nó bị rẹp đi và nó có kiến thì xong nó bò, nó lấy đẹp từ bên cây lan này nè, nó chuyển qua cây lan này, nó sẽ bò qua bò lại thì cái vườn lan chúng ta sẽ bị rẹp. Và mình sử dụng Benduna và Momento 3 tháng gửi 3 tháng mà tưới cho một lần, để cho nó một là diệt côn trùng, diệt kiến, và diệt thứ hai nó là diệt rẹp, diệt bẫy, diệt sáp luôn. Còn cái việc mà giúp bộ rễ nó hoàn thiện và giúp bộ rễ nó khỏe mạnh đó, mình dạy bạn giúp nha, chứ mình không là kích. Thì mình sẽ ưu tiên sử dụng là những loại GE. Những loại GE đó bao gồm GE Nha Đam nè, GE Chuối nè, GE Nghệ nè. Nói chung là những loại GE nó sẽ giúp cải thiện bộ rễ chúng ta phát triển cực kỳ mạnh. Nếu mà các bạn sử dụng GE thì các bạn theo mình á, không nên tưới vào mùa mưa này. Tại vì trong mùa mưa này á, nó rất là nhiều vi sinh vật và độ có độ ẩm nó sẽ cao. Thì trong GE chúng ta nó đã có những cái vi sinh vật có lợi rồi, nó gặp trời mưa này nữa mọi người, mình tưới GE vào nữa thì nó sẽ sinh ra hiện tượng nấm mốc rất là nhiều trên vườn lan. Cái khi là tưới GE các bạn lựa vào nắng mà tưới nha, đừng có lấy lựa mùa mưa tưới. Mùa mưa thì mình nên tăng cường nước vào trong để bổ sung canxi và kháng khuẩn cho vườn lan. Còn đối với chất trồng cho lan dendro á thì mình vẫn sử dụng là than, ưu tiên sử dụng than. Tại mình sơ dừa thì mình không tự tin lắm về trồng lan dendro này, nên mình chỉ tự tin về lan kiếm thôi. Tại lan kiếm mình gắn bó lâu của mọi người, mình trồng bằng sơ dừa thì mình tự tin. Mà lan dendro này mình trong giai đoạn là học hỏi nên mình không dám sử dụng lan trồng sơ dừa bằng lan dendro đâu. Và mình thay cho nó bằng một là giỏ thông, hai là than để cho thoát nước tốt. Và phân bón thì mình vẫn sử dụng phân bón là phân dê của vùng núi đá vùng Tây Bắc đó, ở đầu trên Tây Bắc thì về đây ấy, và phân kỳ nhật. Thế là mọi người, cũng không có gì gọi là cao sang lắm, cũng không có sử dụng gì hết. Và mình cảm thấy cái mầm nó rất là lực và rất là mập. Cái này là quan điểm của mình và điều kiện thực tế của mình nè. Trong mọi người biết là mình đi làm từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật mới có ở nhà. Và bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng phân bón hóa học thì nó sẽ có một quy trình. Ví dụ như các bạn tuần này phải tưới phân đạm, tuần sau phải tưới phân thì gì mà nội phân thân to mập cũ gì mệt quá. Có thiệt là mình mệt, mình không có thời gian để mình tưới những thứ đó và mình trồng cho nó một cách tự nhiên hết. Mà vào cái lan mình cảm thấy là nó phát triển cũng ok và nó phát triển cũng mạnh và cũng thân cũ nó cũng to và thân nó cũng mập. Cái đó là quan điểm của mình nha và thực hiện của mình nha. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn sử dụng thuốc bình thường, và nếu các bạn sử dụng thuốc hóa học nhiều thì các bạn cứ xả độc cho nó định kỳ một tháng một lần để cho nó giải độc, giải sốc, giải nhiệt, nó giảm cái phân bón trong tồn động trong cơ thể cây lan. Nếu các bạn không giải cho nó giải độc nha thì cái cây lan nó sẽ dồn những cái chất mà dư đó dồn hoài, thì một ngày nào đó cây lan các bạn sẽ có nguy cơ thối rất là cao và chúng ta phải lẩn quẩn trong cái dòng mà tìm phân bón để xử lý đó. Cái đó là đối với mình phương tiện người chơi, mình không có nhận định là trong quy mô lớn sẽ khác. Trong hiện tại là cũng tầm chiều rồi mọi người, 5 giờ rồi. Mình xin kết thúc cái video mình tại đây nha. Chúc tất cả các bạn có buổi xem video thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Và vẫn là lời khẳng định đó, đó là những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình tại vườn lan. Mình không có kiến tranh luận và không có kiến là tô xít hay là những cái kiến mà muốn phản bác lại những mọi người khác. Và nếu các bạn đồng quan điểm với mình, hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Nếu kiến thức mình thấy hay thì mình chia sẻ người khác cùng biết nha. Và các bạn nào muốn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kinh nghiệm, giao lưu giống thì các bạn cứ inbox trực tiếp vào Zalo, mình cứ để dưới phần mô tả, đó là số điện thoại trực tiếp của mình. Mình sẽ inbox trực tiếp và trả lời các bạn nha. Mình sẽ kết thúc cái video mình tại đây. Chúc tất cả các bạn buổi xem video thật là vui vẻ và hạnh phúc. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.